Tối ngày 4 tháng 6, một dòng bình luận được cho là của Thành Vinh, con trai nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, được lan truyền trên mạng xã hội. Cụ thể, theo một hình được chụp lại, khi tài khoản diễn viên Nam Thư bày tỏ, cuối cùng anh Hoài Linh đã giải ngân xong, nhẹ nhõm, một tài khoản khác, võ Lê Thành Vinh phản hồi, phải như thế mới vừa lòng lũ vô ơn, chị ơi. Bố em một đời lao tâm cống hiến, nãy đã mệt rồi. Hết dịch, bố sẽ về Mỹ ở luôn. Ngay lập tức, đoạn comment này gây bức xúc khiến không ít khán giả vào trang cá nhân của Thành Vinh để chỉ trích anh. Đến dạng sáng ngày 5 tháng 6, Thành Vinh lên tiếng bày tỏ sự bức xúc trước việc bị giả mạo bình luận, có từ ngữ tiêu cực. Ảnh đó hoàn toàn là sản phẩm của Photoshop. Tôi đủ trưởng thành, kiến thức và suy nghĩ để biết mình phát ngôn như thế nào trên mạng xã hội. Thời gian qua, tôi cũng im lặng vì không muốn gây ảnh hưởng gì thêm đến gia đình của mình. Mong mọi người hãy tìm hiểu kỹ trước những thông tin gây hiểu lầm ảnh hưởng đến danh dự người khác như thế này, Thành Vinh cho hay. Ngoài ra, con trai nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh gửi lời xin lỗi đến diễn viên Nam Thư vì vô tình khiến cô bị liên luy. Thành Vinh chia sẻ về bình luận giả mạo anh. Võ Lê Thành Vinh là con trai cả của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, sinh năm 1990 năm nghệ sĩ giấu kín thông tin của con trai, đến một chuyến lưu diễn năm 2014 mới xác nhận với công chúng. Năm 2009, Thành Vinh sang Mỹ định cư và học tập. Hiện Thành Vinh làm kỹ sư cơ khí tại hãng hàng không quốc gia American Airlines. Ngoài ra, anh thành lập một công ty dịch vụ cưới mang tên 3M và một công ty phát triển phần mềm tại Mỹ. Về đời tư, con trai Hoài Linh rất hạn chế phát ngôn thỉnh thoảng, những dịp quan trọng như sinh nhật hay Tết nguyên đáng, Thành Vinh mới đăng tải hình ảnh và gửi lời chúc đến bố. Thành Vinh, trái, bên bố, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Mới đây, liên quan vụ ồn ào từ thiện 14 tỷ đồng của bố, Thành Vinh gửi lời động viên đến năm nghệ sĩ ưu tú, mong bố thật nhiều sức khỏe. Một năm vừa qua, bố đã mất mát nhiều rồi, từ người thân đến người trong gia đình. Và giờ bố đừng mất sức khỏe nữa nhé con gửi lời chúc sức khỏe đến bố xem thêm cuộc sống của con trai cả hoài linh ở mỹ anh tuấn